Địa ngục. Là nơi tiến hành thanh lọc, tẩy trần tội ác của con người. Thông qua cái chết để đạt đến cảnh giới viên mãn. Bộ phim Đúc Kiếm. Từ khi ta có trí nhớ, âm thanh thường vang dội trong tim ta. Mẹ, con lại nghe thấy tiếng đó rồi. Hay không? Hay. Mẹ, đó là tiếng gì vậy? Xích Nhi, mẹ kể con nghe một chuyện được không? Câu chuyện này xảy ra ở Ngô Quốc và mấy năm trước. Ngô Dương bản tính đa nghi, tính tình tàn bạo quái gở. Tuy người thê thiếp vô số, nhưng không ai sinh được con cho người. Người hạ lệnh đồng loạt xử tử các phi tử không thể mang thai. Cuối cùng có một phi tử mang thai. Nghe thấy chưa? Người nghe kỹ đi. Đứa con mà người luôn coi thường, quả nhân sắp có hậu nhân rồi. Dương phi nương nương sinh rồi. Sao không nghe thấy tiếng khóc? Chỉ cần là kẻ nhìn thấy thứ này đều không thể sống. Thần hiểu, vậy nương nương, trước khi hạ sinh thì người đã hôn mê rồi. Đưa vào lãnh cung. Oh!
Dương phát điên, gặp gì cũng chém. Kiếm này vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Cho dù là lư hương đỉnh đồng, những vật cứng chắc đều bị chém đứt. Dương, đây là một miếng sắc thần. Mẹ, sắc thần là thế nào? Đây là ông trời ban cho Dương. Dương là chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử. Triệu tập thợ đúc kiếm giỏi nhất thiên hạ. Mẹ, tại sao Dương muốn rèn miếng sắt đó? Miếng sắt đó không phải con Dương sao? Bởi vì Dương là người xấu. Trong trí nhớ của ta, mẹ bao giờ cũng làm việc lung tay. Mẹ vẫn luôn bận bịu không ngừng, chưa bao giờ dừng lại. Dòng suối lạnh giá ở dưới khơi mương, có bảy người con, mẹ già cực nhọc. Mẹ, tiếp theo là gì? Chim sẻ hát ca. Chim sẻ hát ca. Có chuột, có chuột. Xích Nhi ngoan, đừng sợ. Có một căn phòng, mẹ tuyệt đối không cho phép tôi vào trong. Chuyện vui nhất trong ngày chính là buổi tối cùng mẹ đếm sao trên trời. Từ sau khi mẹ kể tôi nghe câu chuyện đó, tôi cứ thắc mắc miếng sắt đó sau này thế nào. Quốc sư phái người tìm thợ rèn kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy bốn thợ đúc kiếm giỏi nhất: Âu Giả Tử, Trúc Dung Tử, Tăng Tổng Tử, Can Tương. Số đá này chính là đá thần năm ngoái trên trời rơi xuống. Cái kiếm này là dùng số đá này rèn thành. Ta lệnh các ngươi trong vòng 3 ngày rèn đúc số đá này thành kiếm. Xích Nhi, con sao vậy? Con lại nghe thấy tiếng đó rồi. Được rồi, ngủ đi. Không, con không ngủ, con muốn nghe. Mẹ mau kể con biết sau đó thế nào đi. Chờ Xích Nhi khôn lớn trưởng thành, mẹ mới kể cho con nghe, được không? Không chịu, con muốn nghe bây giờ. Ngoan đi, nhất định phải chờ con trưởng thành mẹ mới kể con nghe. Ngủ đi. Dạ được. Tôi rất muốn biết câu chuyện đó ra sao. Đã xảy ra chuyện gì? Bất lực mẹ kiên quyết không nói. Chỉ khi chờ tôi khôn lớn mới chịu kể tiếp cho tôi nghe. Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng mong mình mau chóng khôn lớn để biết câu chuyện đó sau đó xảy ra chuyện gì. Tôi cuối cùng cũng chờ được đến ngày đó. Sau khi làm xong lễ đội mũ, con sẽ là người trưởng thành.
Đa tạ ơn dưỡng dục của mẹ. Con vẫn chưa tạ ơn cha con đó. Cái gì? Cha con ở trong căn phòng đó. Con không mau quỳ xuống. Đó là cha con. Cha con, sau khi cha con được Dương chọn trúng đã mang miếng sắt về nhà. Đây không phải là đá của nhân gian. Chẳng lẽ lại là đá thần trên trời rơi xuống? Đó dường như có linh tính. Tâm nguyện lớn nhất của chàng không phải đúc được một thanh kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ sao? Tan rồi, cát tương, đá tan rồi. Chàng mau đến xem, tan rồi. Cầm lấy. Đào sâu xuống. Mau đào đi. Rõ ràng chỉ là chất liệu của một thanh kiếm, sao lại đúc thành hai thanh? Đúc kiếm nửa đời người chưa bao giờ xảy ra chuyện kỳ quặc như vậy. Chẳng lẽ là ý trời? Bảo quản tốt thanh kiếm này. Dân,
Cha con không bao giờ quay về nữa, như sợ chuyện này đụng ra ngoài. Không ngờ lại giết hại cha con tàn nhẫn. Mẹ, 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 con có biết thanh kiếm này do cha con dùng mạng để đổi lại không? Sao con có thể tùy tiện vứt nó xuống đất như vậy? Con không nghe mẹ nói sao? Con mau nhặt thanh kiếm đó lên. Mười ngày sau, Dương sẽ đi dạo trong thành. Con phải dùng thanh kiếm này đi giết Dương. Mẹ, mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ bảo con đi giết Dương báo thù cho cha con. Nhưng mà mẹ, cả con chuột cũng còn sợ, sao giết Dương được? Hơn nữa lớn chừng này rồi, con chưa từng rời xa mẹ, chưa từng nhìn thấy một góc của thế giới bên ngoài. Sao con giết Dương được? Con đi đâu tìm Dương? Nam tử hán tuyệt đối không thể rơi nước mắt. Muốn giết Dương hay không, tự con quyết định. Đã mang bánh cho con rồi, một ngày hai cái đủ cho con ăn 10 ngày. Trên đường đừng bắt chuyện với người lạ, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Đây là đồ cha con chính tay đúc cho con, con nhất định phải giữ nó cho tốt. Mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ, mẹ đi rồi. Mẹ đã dùng cách này để chặt đứt đường về nhà của tôi. Tôi biết tôi không thể về nhà, cũng không còn nhà nữa. Ngày thứ nhất,
Ngày thứ ba, Ngô Dương vạn tuế. Khởi bẩm Dương, gần đây khắp nơi hạn hán triền miên, thu nhập của bách tính giảm còn 3%. Dương có thể hủy bỏ việc tuần kiếm năm nay đổi thành tế trời, cầu phúc cho bách tính không? Lệnh Hồ đại nhân đúng là quang đường. Từ khi thiên kiếm giáng xuống Đại Ngô ta, hiện tượng may mắn trên trời nhiều lần xuất hiện cầu vồng, tỏa chiếu đang xen với lòng nhân đức của Dương. Dưới sự che chở của nó, thu thập của bách tính không phải giảm 3%, mà là tăng 10%. Đây, hiện giờ, điều bách tính mong muốn thấy nhất là nhìn thấy thần uy của thiên kiếm. Lệnh Hồ đại nhân trái với ý nguyện của bách tính, đi ngược lại với ân đức của Dương, sử dụng hủy bỏ tuần kiếm là có âm mưu gì? Ngài, hạ quan từ thời Tiên Dương tuân thủ bổn phận làm quan đến nay, chuyện này trời đất chứng giám, tuyệt đối không có chút âm mưu gì. Mong Dương minh xét. Hay lắm, vậy mời quốc sư minh xét cho quả nhân đi. Tạ Dương. Người đâu? Đem nghịch thần ném vào kim đỉnh. Đại Dương à, Đại Dương, Đại Dương tha mạng, Đại Dương, xin Đại Dương tha mạng, Đại Dương tha mạng. Ngày thứ năm, con phải giết chết Dương, báo thù cho cha con. Tỉnh lại rồi, đúng vậy. Đây là đâu? Hai người là ai? Sau đó tôi mới biết, đây là gánh tạp kỹ. Bọn họ tứ hải là nhà, đi đến đâu diện đến đó. Tôi được họ tình cờ đi ngang qua phát hiện, cứu được tôi. Ngày thứ bảy. Này, xin hỏi đến Dương Thành đi thế nào? Theo bọn ta sẽ đến. Mấy ngày nữa mới đến được? Nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày. Ngươi cũng đi xem Dương tuần kiếm phải không? Ừ. Phụ
Phụ Dương, huynh đệ của con, Dề Dũng hay Mưu đều thua xa con, nhưng tại sao người cứ khăng khăng lập hắn làm thế tử? Chính người ta nhìn trúng sự trung hậu của nó, ta mới lập nó làm thế tử. Cái đứa Ngô Cần là một quân vương nhân hậu. Phụ Dương, con mới là quân vương của nước Ngô. Con mới phải, con là quân vương. Con mới phải. Hoàng phủ đến rồi, chạy mau, chạy mau, mau chạy đi, chạy mau, chạy mau đi, thật đó, mau chạy đi, đừng quản, là gió thôi, là gió. Là gió, là gió thôi. Khiên đồ qua bên đó cho ta. Cậu bé mau lên, mau lên đi. Này, ta nói cô biết, ta không phải cậu bé, ta đã trưởng thành rồi. Ta tên là Mi Giang Xích. Mi Giang Xích. Sao lại đặt tên này? Mẹ ta nói lúc ta mới ra đời, khoảng cách hai chân mày chỉ rộng một thước, vì vậy đã đặt tên này. Ngươi biết một thước rộng cỡ nào không? Rộng cỡ này. Dớ dẫn. Đó là một tấc. Nào qua đây. Hôm nay sư ca để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Nhìn nhé. Một thước phải rộng như thế này. Ngươi nói hai chân mày cách nhau một thước. Chân mày sẽ vừa khéo mọc ở sau gáy của ngươi đây. Nào Tiểu Nhu, cầm hai cọng chân mày của tiểu tử ngốc đi. Tiểu tử ngốc. Sau đó, Tiểu Nhu dùng tên của ta bị một câu chuyện cười trở thành một tiết mục của ta và đại sư huynh. Chân mày của tiểu tử này biến đi đâu rồi? Chân mày chạy ra sau gáy rồi. Không ngờ một cái tên mẹ đặt cho ta lại khiến họ vui vẻ như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của họ, trong lòng ta thấy thật ấm áp. Dương. Nàng là ái phi của trẫm, không cần hành đại lễ. Nào. Quả nhân biết nàng đã chịu ấm ức. Hôm nay quả nhân đến để xin lỗi nàng. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đã dẫn con chúng ta trở về rồi. Thật sao? Mau cho thiếp xem. Nàng nhắm mắt lại đi. Mở mắt ra đi.
Đây chính là con của chúng ta. Sao? Người nói sao? Nàng không muốn sờ con của chúng ta sao? Nàng xem, nó rắn chắc, sắc bén biết mấy. Con ả tiện nhân, người dám dứt cốt nhục của quả nhân. Đó không phải là con của thiếp. Nhìn ta đi. Nhìn ta đi. Đây là con của chúng ta. Đây là do ông trời ban cho quả nhân. Nó giúp quả nhân trở thành dương thật sự. Một quốc dương khiến thiên hạ nghe đã khiếp sợ. Quả nhân sẽ thường xuyên đưa nó đến gặp mẫu hậu của nó. Tiếng lục đạt này nghe hay thật. Tất nhiên rồi, âm thanh của thiên đàng tất nhiên hay. Thiên đàng là gì? Cái này cũng không biết. Thiên đàng là một nơi rất đẹp. Muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp cỡ đó. Chỉ khi người tốt chết đi mới đến nơi đó, có hiểu không? Là sau khi chết, nhưng cô chưa chết mà. Nghĩa là cô cũng chưa đến đó. Vậy sao cô biết đó là âm thanh của thiên đàng? Người An Khang bọn ta đều biết. Cái lục lạc này chính là dùng để chiêu hồn người đã khuất. Chiêu hồn? Chiêu hồn là gì? Ngươi đúng là sống uổng phí. Nếu cái này cũng không biết, ta nói ngươi biết, người chết đi linh hồn sẽ tan biến. Nếu không thể hội tụ kịp lúc thì sẽ trở thành cô hồn giả quỷ, quanh năm bị địa ngục giày vò. Vậy nên cần chiêu hồn, hiểu chưa? Địa ngục là cảm giác thế nào? Giống như... Ta còn tưởng cô cái gì cũng biết. Giống như khắp người bốc cháy, như bị lửa đốt vậy. Ngươi sao vậy? Cho ví dụ thôi cũng khiến ngươi sợ như vậy. Đúng là vô dụng. Ta thắc mắc, như vậy là chiêu hồn được rồi à? Tất nhiên không được. Ngươi còn phải biết du thuật. Như thế này, chỉ lắc lư người thì có thể chiêu hồn. Ma mới tin. Không phải lắc lư người, là triệu hồi. Là dùng linh hồn của ta để triệu hồi một linh hồn khác. Vô cùng vất vả. Không phải người bình thường nào cũng làm được đâu. Nói người cũng không hiểu. Ai nói ta không hiểu? Ta hiểu chứ. Chỉ là triệu hồi thôi mà. Ta là Mạc Tà. Ta là Can Tương. Bọn ta là thợ rèn. Sai rồi. Đúc kiếm ấy. Bọn ta là thợ đúc kiếm. Hôm nay ta sẽ đúc một thanh hảo kiếm, thiên hạ vô địch cho mọi người. Hảo kiếm. Này đại ca, huynh nhìn thanh kiếm của đệ. Đây là một thanh kiếm tốt tuyệt thế vô song đấy. Huynh cầm nó lên sẽ là đệ nhất dũng sĩ giang hồ. Dũng sĩ đó đại ca, phát tài rồi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Cha mẹ ta không phải là loại người đó. Bọn ta chỉ tìm một người mà bách tính đều biết pha trò thôi. Ngươi cần gì xem đó là thật. Đúng vậy, không ngờ Can Tương Mạc Tà là cha mẹ ngươi. Ngươi giỏi thật đấy. Không diễn nữa. Đừng để đám phản dân đó thoát. Chạy mau. Chạy đi.
Chạy mau đi. Chạy mau, mau chạy đi. Chăm sóc tốt con gái của ta. Cha ơi, cha. Cha ơi! Cha ơi! Cha! Cha ơi, cha. Cha ơi, cha ơi, cha. Con không mau đến giúp.
Gia Tăng nói sau khi người thân của mình chết sẽ hóa thành sao trên trời. Trời vừa tối sẽ đến thăm ta. Xin lỗi, ta không thể chăm sóc cô. Ngươi đi đâu vậy? Nếu ta chết, cô chiêu hồn cho ta được không? Nếu ngươi cần, ta sẽ biết được. Mẹ, cuối cùng con đã đến Dương Thành. Sắp gặp được Dương rồi. Dư đến rồi, còn không mau quỳ xuống.
Vô dụng, thật là vô dụng. Thật vô dụng. Vô dụng. Cái cây đó cũng có sinh mạng. Ngươi không thể vì mình vô dụng hèn nhát mà đi trút giận lên cái cây vô tội được. Như vậy không công bằng. Ông là ai? Người bị cậu sỉ nhục. Sỉ nhục? Ai sỉ nhục ông? Đừng che nữa, bay mùi ra rồi. Nào. Cái gì? Kiếm người giác trên người. Quan trọng vậy sao? Để ở chỗ ngươi cũng chẳng ích lợi gì. Đưa đi. Ngươi không đưa à? Ngươi tuổi mèo hay tuổi khỉ? Sao leo nhanh như vậy? Ông đừng lên đây. Lên đây ta sẽ té chết trước mặt của ông. Không tệ, có chút nghĩa khí. Giống con của Can Tương. Dương, nương nương tự dẫn rồi. Ông dẫn ta đi đâu vậy? Ông quen cha ta thật sao? Này, ta không đi với ông nữa. Đồ lừa gạt. Ông muốn làm gì? Có biết tại sao ngươi không giết nổi Dương không? Đó là vì tiếng bánh xe quá lớn, quấy nhiễu tim ta. Tại sao trái tim ngươi bị quấy nhiễu? Bởi vì ngươi không có niềm tin. Không có niềm tin thì sẽ không kiên định. Trái tim sẽ bị quấy nhiễu. Thậm chí ngươi không biết tại sao phải giết Dương. Giết Dương vì ai? Ông nói bậy. Ta biết. Ta giết Dương vì cha ta. Vì cha ta. Vì cha ta. Ngươi từng gặp cha ngươi chưa? Ta biết ông nghĩ thế nào. Ông nói đông nói tay cũng chỉ muốn thanh kiếm của ta chứ gì. Ta nói ông biết hắc y nhân chỉ cần bi danh xích ta còn sống. Ông đừng hòng có được thanh kiếm. Cất cho kỹ. Hậu tán đi.
Hôm nay người tiểu nhân kể chính là hắn. Người đừng coi thường hắn, hắn không vừa đâu. Lúc hắn chưa ra đời, mẹ hắn đã đặt tên cho hắn rồi. Tên gì nào? Tuần Tử. Hắn vừa ra đời, mẹ hắn đã đứng hình luôn. Ôi trời đất ơi, ông xem đứa bé này đâu có mọc chân mày chứ. Lúc này bà đỡ đẻ bên cạnh tìm qua tìm lại cái đầu của đứa bé này. Đúng thật là tìm thấy chân mày của nó rồi. Người xem. Tỷ tỷ, ai nói đứa bé không có chân mày? Đây này, chẳng phải mọc ra sau gáy sao? Ôi trời tỷ tỷ, chân mày của đứa bé chỉ dài một thước. Dương à Dương, nếu gọi Tuần Tử sẽ bất kính với thánh nhân, dứt khoát gọi nó là Mi Giang Xích đi. Đào kép mà thường tìm, Dương cảm thấy hài lòng chứ? Chân mày ngươi đâu? Chân mày của thường mọc dưới sau gáy. Đứa bé này chân mày nó chỉ rộng một thước, cứ gọi nó là Mi Giang Xích đi. Mi Giang Xích. Quốc sư, niệm tình ngươi trung thành bao năm nay với quả nhân. Nào, quả nhân thưởng cho ngươi một ly. Chỉ cần Dương vui, thần nguyện tan xương nát thịt. Nào nào nào. À phải rồi. Có chuyện này, tôi còn nhớ quả nhân từng nói một câu với ngươi không? Là câu gì? Chính là vào hôm Dương hậu sinh nở. Dương từng nói người gặp qua vật này không thể sống. Vậy sao? Thần xin thề tuyệt đối không để kẻ nào sống sót. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Xin Dương ban chết cho thần. Có biết trên đời này quả nhân không tin nhất là gì không? Lòng người. Quả nhân biết rõ những kẻ vừa gặp quả nhân đã toàn thân run rẩy, có suy nghĩ gì. Họ vừa sợ vừa hận, nhưng không làm gì được, đúng không? Niềm tin ghi theo quả nhân bao năm, ban cho ngươi toàn thây. Thần sau này không thể hầu hạ Dương nữa. Lúc thần vắng mặt, xin Dương cố gắng bảo trọng.
Nếu ngươi chết rồi, ai lấy lòng để quả nhân vui? Này quốc sư, tối nay dẫn những người nhảy múa đến cho ta. Tiểu nhân xin phép, xin đại vương người cố gắng bảo trọng. Nhìn thấy bản quan tại sao không quỳ? Ông là... ông dẫn ta đi đâu vậy? Đến rồi, chính là đây. Đi. Đều ở đây, nào. Đào ở đây đi. Đào cái gì? Bảo người đào thì đào đi. Nhớ kỹ, phải đào nhẹ thôi. Đụng trúng vật cứng lập tức dừng tay. Sao giống hệt mẹ ta vậy? Không lẽ lại đào ra một thanh kiếm?
Quỳ xuống. Quỳ xuống đi. Đây là đầu lâu của cha ngươi. Năm đó sau khi Dương giết cha ngươi, vì sợ linh hồn của cha ngươi tìm hắn báo thù, nên mang thân xác của cha ngươi bỏ vào trong nước sôi của kim đỉnh nấu nhừ. Sau đó đem xương cốt của huynh ấy dứt nơi hoang dã, phần đầu chôn ở nơi khác, khiến cho linh hồn của huynh ấy tan nát, quanh năm bị địa ngục dày dò. Dương không chỉ lấy đi mạng của cha ngươi, còn lấy đi linh hồn của huynh ấy. Chỉ cần gom đủ hài cốt của huynh ấy để người thân chiêu hồn, như vậy mới có thể cứu linh hồn của huynh ấy khỏi bị địa ngục hành hạ. Phải chiêu hồn thế nào, mau nói ta biết. Ta chỉ là một võ phu sống nhờ vào kiếm, chuyện chiêu hồn thật sự không hiểu. Nhưng mà ta nghe nói người An Khang giỏi du thuật, biết chiêu hồn. Người An Khang, người An Khang bọn ta đều biết. Cái lục lạc này chính là dùng để chiêu hồn người đã khuất. Gánh chủ của các ngươi có ở đây không? Nhắm mắt lại, linh hồn cha ngươi đến rồi. Nhắm mắt lại. Ta sẽ nhìn thấy gì? Linh hồn của cha ngươi sẽ đưa ngươi đi tìm lại quá khứ trước kia của cha mẹ ngươi. Đó là những chuyện từng xảy ra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở mắt ra. Một mảng màu đen, ta không thấy gì hết. Ta gặp được cha ta thật sao? Đã thấy cha ngươi chưa? Vẫn là một mảng màu đen.
Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy cha ta rồi. Chàng đừng dừng lại, cái tên này lại bắt đầu đá thiếp rồi. Không ngờ đây là một thanh ma kiếm. Nếu nó rơi vào trong tay của quân Dương tàn bạo, không biết bao nhiêu người sẽ gặp tai ương. Vậy chẳng phải ta nối giáo cho giặc là một chuyện thương thiên hại lý sao? Đây là ý trời, không phải một mình chàng ngăn được. Nhưng có thể đúc vật này thành kiếm, cả thiên hạ chỉ có mình ta. Nhưng lệnh Dương khó trái, chàng cũng hết cách rồi. Sống chết của ta không đáng giá. Ta lo là những linh hồn chết oan đó sau này sẽ không tha cho xích nhi của chúng ta. Vậy phải làm sao? Cất kỹ thanh kiếm này. Cha muốn nhìn thấy hình dáng của con. Các người, cô tưởng hắn có thể sống sót quay về sao? Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Thả ta ra! Thả ta ra! Nước! Mau lấy nước! Mau lấy nước! Đúng là cốt nhục của quả nhân sao?
Kiếm này do ngươi đúc sao? Là do tiểu nhân đúc. Không. Thanh kiếm này do ông trời ban cho quả nhân. Càng Tương, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Quả nhân không cho phép bất cứ ai dùng thanh kiếm này. Mưu trục danh lợi. Tặc Dương, quan hồn của ta sẽ không tha cho ngươi. Quả nhân cũng sẽ không tha cho quan hồn của ngươi. Ta phải bỏ xác của ngươi vào đỉnh nấu nhừ, đem đầu ngươi đi nơi khác, dứt ở nơi hoang dã. Dòng linh của ngươi mãi mãi sẽ không được yên ổn. Linh hồn của Can Tương tới tìm quả nhân rồi. Không đâu, thần đã đóng nhừ thi hài của hắn, hơn nửa phần đầu chôn ở nơi khác. Trừ khi người già hắn đã tìm thấy hài cốt, chính là hắn. Phải, ta cứ thấy sao quen mặt như vậy. Nhất định là con trai của Can Tương. Con trai của Can Tương sao lại như vậy được? Phải, nhất định là con trai của Can Tương. Can Tương sao lại có con trai chứ? Thần đã giết sạch cả nhà hắn rồi. Hắn không có hậu nhân. Dương, nhất định là ngươi đã lừa gạt bổn Dương. Tự ý thả người nhà của hắn đi để sau này chúng đến tìm ta báo thù, có phải không?
Dương, suốt cuộc thần phải làm sao? Ngài mới tin thần đây. Người nói ra thần sẽ làm theo ý người. Cho dù tìm thấy hài cốt của hắn, không ai chiêu hồn thì cũng chẳng ăn thua gì. Phải, phải, đúng rồi, chính là nữ tử An Khang đó. Chính là nữ tử An Khang đó đã gọi hồn của Can Tương đến cho quả nhân. Ngươi còn đứng đó làm gì? Đi mau đi tìm nữ tử An Khang đó, bắt về đây cho quả nhân. Phái người bắt nữ tử An Khang đó về đây. Nhiều năm trước, cha ngươi từng đúc một thanh kiếm cho ta. Thanh kiếm này khiến ta trở thành một kiếm sĩ thực sự. Một lần trong nơi rừng quang, ta gặp một đám cướp bịt mặt tấn công. Phút chốc, bọn cướp lần lượt ngã dưới kiếm của ta. Chỉ còn sót lại một tên cướp cuối cùng. Khi ta giơ kiếm để lấy mạng hắn, thanh kiếm trong tay ta lại tự mình gãy mất. Chính trong lúc ta không hiểu chuyện gì, thì ta đột nhiên phát hiện ra tên cướp cuối cùng lại là con trai thất lạc nhiều năm của ta. Ta suýt nữa chính tay giết chết con trai ruột của mình. Là thanh kiếm đó đã cứu con trai ta. Là Can Tư đã cứu con trai ta. Lúc đó ta đã thề, sau này ta phải lấy mạng báo đáp. Khi ta biết Dương giết cha ngươi, ta lập tức tìm đến chỗ mẹ ngươi lấy kiếm báo thù cho cha ngươi. Nhưng mẹ ngươi kiên quyết cự tuyệt ta. Bà ấy muốn ta hứa với bà ấy, phải đợi sau khi ngươi trưởng thành mới đi giết Dương. Ta hỏi bà ấy tại sao. Bà ấy nói, ngộ nhỡ ngươi giết Dương bất thành, Dương nhất định sẽ điên cuồng báo thù, truy sát đến cùng. Nếu hắn biết con trai bà ấy còn sống trên đời, tuyệt đối không tha cho nó. Cho nên nhất định phải chờ sau khi ngươi trưởng thành, tự biết chăm sóc bản thân, mới đi giết Dương. Nói như vậy, hôm Dương tuần kiếm ông đến gặp ta cũng là do ông và mẹ ta đã hẹn trước. Phải, mẹ ta bảo ta đưa kiếm cho ông, không phải bảo ta đi giết Dương. Bảo người đi giết Dương chính là đi chết. Hay vì lúc đó mẹ ta đẩy ta đi tuyệt tình như vậy, không tiếc tự thiêu sống mình. Mẹ là muốn nói ta biết, mẹ không có sức chăm sóc ta, chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Mẹ, vì mẹ ngươi, ngươi phải sống cho tốt. Được rồi, điều nên nói ta đã nói rồi. Đưa kiếm cho ta đi. Ta phải đi thực hiện lời hứa của mình. Ông thực sự chờ mười mấy năm chỉ vì một lời hứa sao? Điều duy nhất ta làm mấy năm nay chính là đi tìm hài cốt của cha ngươi. Cho đến khi tìm thấy huynh ấy. Hiểu rồi. Đây chính là niềm tin.
Mẹ ta hiền lành, còn con bất tài. Dòng suối lạnh giá ở dưới khơi mương, có 7 người con, mẹ già cực nhọc. Chim sẻ hát ca, cao gian lạnh lót. Có 7 người con, không yên lòng mẹ. Cha, mẹ, thứ cho xích di bất hiếu, xích di vô dụng, chỉ có thể mượn tay người khác để hoàn thành. Nghĩa sĩ, làm phiền rồi. Ta muốn đi chung với ông. Tuyệt đối không được. Ta tự hứa với mẹ ngươi phải để ngươi sống thật tốt. Ta phải thực hiện lời hứa của ta. Có biết tại sao kiếm của ông lại gãy không? Bởi vì thanh kiếm đó có linh tính, có tình cảm. Kiếm tốt thực sự không phải dùng sắt đúc thành, mà là linh hồn. Ta chính là thanh kiếm tốt nhất mà cha ta đúc. Tìm được một du sư đến từ An Khang, chuyên đuổi hồn trừ tà. Ân đức của Dương bao la vĩ đại, khắc chế kẻ thù, khiến kẻ thù khuất phục. Uy dũng vô cùng, vũ trụ cũng có điểm cùng, nhưng người dạng thọ vô cương. Cũng may ta đã đến, mang theo kiếm xanh. Bảo kiếm xanh đó mãi không sao quên. Đầu xác hai nơi, đầu xác hai nơi, nhưng đường hoàng tây. Vô cùng đường hoàng, một chiếc đầu lông máu
ta dùng một đầu địch lại bảo chúa. Đổi lấy hàng trăm ngàn cái đầu khác. Phụ Dương, huynh đệ của con dù gì dũng hay mưu đều thua xa con, nhưng tại sao người lại cứ khăng khăng lập hắn làm thế tử? Chính vì ta nhìn thấy sự trung hậu của nó, ta mới lập nó làm thế tử. Người nước Ngô Cần là một quân vương nhân hậu. Phụ Dương, người sai rồi. Con mới là quân vương nước Ngô. Con mới phải. Đứng yên hết. Quốc sư cứu ta. Dương mất rồi.
Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Dương chết rồi. Nếu ta chết, cô chiêu hồn cho ta được không? Kiếm mặt ta.
căn tương lưu truyền cho đến ngày nay.